Đã quay lại với cái phần 2 mà nhà mình sẽ đi chơi ở Canberra mọi người. Bây giờ nhà mình chuẩn bị đi tới nhà quốc hội của Úc nè. Nhà quốc hội mà nơi mà các chính trị gia người ta họp rồi các thứ. Và nhà mình sẽ đi ra cái con đường kêu là Embassy Drive. Thì cái con đường này đặc biệt ở thủ đô của Úc này thì cái con đường Embassy Drive có khoảng 80 tổng lãnh sự quán của các nước. Thì tí nữa nhà mình sẽ đi vào đó và quay một ít cảnh. Bây giờ nhà mình let's go. Yeah. Let's go. Bây giờ mình đi đây. Có đường dây điện ở trên là người ta làm âm hết ở dưới đường nha các bạn. Không phải như ở Sydney. Không phải như ở Sydney thì dây điện đang mắc cửa. Đấy, đây là thủ đô của nước Úc mà đường xá rất là đẹp, sạch sẽ. Mình đi trên đường thấy thanh niên mà đi đường mà thấy rác ở người ta dục ở bãi cỏ là cái anh thanh niên nó cúi xuống nhặt đó để không cầm mang tới thùng rác vứt đó các bạn. Đó, bởi vậy thành phố sạch chưa đi không thấy rác. Cây xanh thì rất là đẹp. Cái con đường này là dẫn thẳng tới cái nhà quốc hội các bạn. Ở Mỹ là có Capitol Hill chứ. Ở Mỹ là có Capitol Hill nơi mà chính trị gia họp, còn ở Úc là có Parliament House, nhà quốc hội, còn là White House là nhà của tổng thống Mỹ ở. Còn ở Úc này thủ tướng của Úc thì ở có những nhà ở gần đâu, ở trên Sydney, ở trên gần bên cái vùng bên nhà Opera House. Thủ đô Canberra của Úc này thì được thành lập năm 1913 mọi người. Trước khi mà được chọn Canberra là làm thủ đô thì
người dân ở hai tiểu bang New South Wales và Victoria, là ở Sydney và Melbourne, người ta muốn là đặt đặt thủ đô của nước Úc là một trong hai cái tiểu bang đó. Nhưng mà cuối cùng thì chính phủ đã chọn cái vùng lãnh thổ này nằm ngay ở giữa tiểu bang New South Wales và Victoria. Nói nằm ở giữa nhưng mà Canberra này gần Sydney hơn là Melbourne. Từ Sydney tới Canberra này khoảng 230 cây số. Từ Melbourne đi tới đây thì phải hơn 400 cây số. Canberra thì tại vì nó nằm sâu ở trong đất liền đó mọi người, nên là mùa đông thì lạnh hơn ở Sydney và mùa hè thì cũng nóng hơn ở Sydney vài độ C. Thủ đô Canberra này thì rộng khoảng 800 cây số vuông mọi người. Và dân số ở thủ đô Canberra này thì khoảng 410.000 dân số. Đây trước mặt mình là nhà Quốc hội Úc. Đây, ngay trước nhà Quốc hội thì có một cái hồ nước nhỏ nhỏ này. Đây là toàn cảnh nhà Quốc hội. Kia là biểu tượng của nước Úc, một bên là con kangaroo, một bên là con emu, con đà điểu. Giờ mình phải đi vào nhà Quốc hội để họp với Nhi ơi. Okay. Bây giờ TJ Family đi vào nhà Quốc hội để họp một dự luật quan trọng. Phải ra một cái luật là phải họp luật mà thằng Jason với thằng Jayden mà nó nô tì là phải bỏ nó vô treo. Ok. Wow. What's this play? What's the inside? Bây giờ nhà mình sẽ đi vào trong nhà Quốc hội. Nhà Quốc hội thì người ta mở cửa cho mình vào tham quan thoải mái. Đây bây giờ nhà mình đã vào bên trong nhà Quốc hội rồi mọi người. Trước khi đi vào đây á, ở ngoài kia người ta kiểm tra an ninh giống như mà mình đi vào sân bay vậy á. Tụi mình có đem cái gì vào đây không? An ninh, nhân viên an ninh. Wow. Đây những cái cột này được làm bằng đá không à? Đây là nơi Thủ tướng Úc và các bộ trưởng họp hàng tuần ở đây mọi người.
Jason said he wants our house to be this big. Trong này thì có những cái lịch sử về các đời vua mình in rồi. À đây là những cái người phụ nữ mà làm trong Quốc hội Úc. Một chính trị gia mà là phụ nữ mọi người. Chính trị. Đây là this gentleman is our Prime Minister, Scott Morrison. Và ở đây là những bộ trưởng của Úc. Nói sơ sơ, coi sơ sơ về cho mọi người coi bộ trưởng Úc này. This gentleman is David Coleman. This gentleman is bộ trưởng Bộ Di trú của Úc ạ. Cái này this lady bộ trưởng của về khoa học và kỹ thuật. Hai mươi chín bộ trưởng tất cả mọi người. 29 bộ trưởng. And this gentleman is là cái đảng đối lập. Bây giờ Úc là đảng tự do đang còn nắm quyền, còn đây là gentleman, this gentleman is cái này là lãnh tụ đối lập, là đảng lao động, đứng đầu đảng lao động. Bên trong này thì có trưng bày những cái bức tranh. Bức tranh rất là xưa rồi ấy mọi người. Bức tranh này cũng có giá trị lắm á. Nếu mà mọi người vào đây mà tham quan mà muốn có một cái người ta dẫn đi coi vòng vòng ở trong này và người ta nói về cái lịch sử của cái nhà quốc hội này thì mọi người ở tới cái bàn information á, người ta sẽ đưa cho mình cái thẻ như thế này để mình có thể được đi coi vòng vòng. Còn bây giờ nhà mình sẽ đi vào trong cái phòng mà các chính trị gia họp với mọi người. Mình phải có cái thẻ này thì mới có người dẫn vào. Như Jason đi họp á. Đây là cái khu vườn này, nhiều lúc mình coi tivi mình thấy các nhà báo phỏng vấn các chính trị gia đằng sau này nè. Đây mọi người, đây là bên trong phòng họp của các chính trị gia này. Now everyone, I need you to take a seat if you're on my tour. Thank you. You're welcome. Oh yes, yes. The photos are good. Okay. See you. Talk about what you can see starting from high above. There's a skylight. Aldo Jurgler put many skylights in this building, and of course they're functional. But they're also an important metaphor for openness, honesty, truth, the things that are in the building and we expect to be in every Australian parliament. Below the skylight, but still above,
is the education level, where every year we invite 100,000 Australian school children and we sponsor them to come to Canberra to see their parliament in action. Thủ tướng của Úc ngồi ở đây, Thủ tướng Úc ngồi đây và đảng đối lập ngồi ở đây. Cái ghế này của Speaker, Mr. Speaker. Xung quanh phòng họp đều có camera hết. Đây là tranh vẽ chân dung của những đời thủ tướng à. Thủ tướng Úc. Đây là Thủ tướng John Howard. Ở đây còn một hai đời thủ tướng trước This Lady. Nhưng mà những người đó vẫn còn làm trong nhà quốc hội thì tranh của người ta chưa được bày lên đây mọi người. Đó là theo lời của cái bác kia hồi nãy bác nói. Còn This Gentleman là đại diện cho nữ hoàng này ở Úc nè. Quốc hội nữa, bên kia phòng màu xanh, còn đây cái hồng, còn như màu hồng. Cái phòng này là nằm ngay giữa của cái nhà quốc hội này luôn mọi người. Thì bên ngoài mà nhìn lên thấy cái cờ là cái phòng này nó nằm ngay ở giữa luôn. Tí nữa bác nói cho con nghe. Thì có người hỏi là không biết là sự khác nhau, mỗi phòng nó có mỗi màu khác nhau thì không biết là nó khác như thế nào, thì tí nữa mắt là mắt sẽ giải thích. This is the other half of Australia's bicameral system of federal parliament. Hồi nãy mình cái bác nói là cái phòng màu đỏ này em mọi người, là tất cả những cái là hiến pháp và những cái luật ở Úc này mà được thông qua hay thông qua là được họp ở cái phòng này nè. Đấy là tất cả các chính trị gia ngồi ở dưới này, và những cái gì mà được hiến pháp mà được thông qua là ở trong cái phòng này. Cái gì mà được quốc hội thông qua là trở thành luật và được ở đây. Còn cái màu xanh và màu ở đây là nó kêu là red room, bên kia là green room. Còn màu đỏ này thì cái màu là Úc là hồi xưa là theo nữ hoàng á mọi người, thì người ta dùng cái màu đỏ với cái màu xanh này để theo nước Anh, chứ không có gì là đặc biệt hết. Cái phòng này là nó nằm ngay chính giữa cái nhà quốc hội này luôn á. Ở trên này là đi ra ngoài mà mình nhìn là mình thấy có cái một cái cột cao, xong rồi có cái lá cờ Úc ở trên cao á, là nằm ngay chính giữa này. Mình thấy cái oval này không? Nằm ngay chính giữa cái nhà quốc hội luôn. Cái lá cờ Úc ở trên đó là nặng 40 kg, to bằng một chiếc xe bus á, chiều dài chiều ngang to như vậy á. Nhà mình bây giờ đi lên trên cái nóc của cái nhà quốc hội á mọi người. Đây nè, cái nhà cái quốc hội hồi nãy mình nói cái lá cờ đó. Cái lá cờ nó to bằng cái xe bus, là cái lá cờ bên kia kìa. Nhìn nó từ xa vậy nó nhỏ rồi nhưng nó to lắm à. Đây là khung cảnh nhìn từ trên cao. Từ trên cao nhà quốc hội xuống.
Beautiful, Jason, Jason ơi đẹp không? Yeah. Yeah, mountain. Đây là toàn cảnh nhìn từ trên cao, từ trên nóc của nhà Quốc hội. Trên nóc của nhà Quốc hội Úc. Đây, ba cái cột này là được làm bằng inox à, stainless steel làm ở Newcastle. Và lá cờ này thì được làm ở Victoria. Đây là phòng trưng bày về những cái lịch sử về cái nhà Quốc hội này mọi người. Đây là những quyển sách về những cái hiến pháp của Úc. Constitution Act. Cầu thang này làm bằng đá marble không mọi người? Đá marble đẹp. Marble mà đặc luôn á. Cho nên câu đá. Exit. Come here, Nhi. Có chừng ướt áo, thấy chưa? Trên đàn ướt áo rồi. Sí. Nhi nặng quá không leo lên được à? Cho nên giang tay ra. Ở đây là nhà Quốc hội cũ đó mọi người. Nhà Quốc hội mới thì người ta giờ qua đây rồi. Nhà Quốc hội mới, hồi nãy nhà mình mới vào thăm là nhà Quốc hội mới. Ở trước mặt mình là cái con đường này là kêu bằng Embassy Drive mọi người. Thì ở Canberra này là có 80 tổng lãnh sứ quán của các nước. Có đại sứ quán Mỹ nè, Lào, Thái, Campuchia, Anh, Ấn Độ, 80 nước này tập trung ở Canberra thôi. Đây bây giờ nhà mình chuẩn bị đi vào con đường đó thì mình cũng chỉ ngồi trên xe mình quay sơ qua những cái tổng lãnh sứ quán và cái kiến trúc của mỗi nước, người ta xây mỗi cái building khác nhau, cái thiết kế khác nhau mọi người. Thì mọi người coi nha. Bên này là tổng lãnh sứ quán của Anh nè, bên tay phải của mình, bên tay trái của mình. Bên tay trái là tổng lãnh sứ quán của Anh.
đó, British High Commission. Kế tới là Tổng lãnh sự quán của Trung Quốc. Bên này Tổng lãnh sự quán của Trung Quốc. South Africa. Đây là tổng lãnh sự quán của South Africa nè. Bên tay phải nè. Còn ở đây là của Pakistan nè. Tổng lãnh sự quán của Pakistan nè. Quán của Pháp. Đây là tổng lãnh sự quán của Pháp. 80 lãnh sự quán đặt ở camera này. Bên tay trái là tổng lãnh sự quán của Malaysia. Indonesia nè. Finland, Phần Lan đấy. Finland. Cái này là sứ quán của Mexico. Mexico. Cái này có chữ Mexico không? Có thấy. Rồi. Đấy. Nó rộng qua bên này luôn Mỹ này. Bây giờ ông điên cố qua bên này là của Mỹ luôn. Tổng lãnh sự quán của Mỹ ở Úc. Ngay sau nhà quốc hội của Úc là nguyên một cái vùng này là tất cả các lãnh sự quán nằm ngay sau nhà quốc hội của Úc. Quốc hội của Úc bên tay phải của mình đó. Đó, nhà bên tay phải là nhà quốc hội của Úc cơ các bạn. Hà Lan nè, tổng lãnh sự quán Hà Lan nè. Đây của Đức đây nè. Của Đức à? German nè. Của Đức nha.
nhà dân dân ở mọi người, dân cư ở, có camera nhà của người dân ở hai bên. Ở đây nó dưới này ở camera này người ta trồng cây trồng cối đẹp. Đường nào cũng có những cái hàng cây xanh này đẹp. Đẹp ha. Phải đi kiếm tổng lãnh sự quán Việt Nam quay cho mọi người coi. Đây rồi, cờ đỏ sao vàng đây. Đó. Đâu phải đâu. Phải. Đấy. À đây là đúng rồi. Đây đây là tổng lãnh sự quán Việt Nam. Đó, tổng lãnh sự quán Việt Nam này các bạn. Ở Úc, ở camera nha mọi người. Kangaroo này, dây sần nhi, trời ơi, lăn hết tôi ngủ ở kangaroo này các bạn. Đó. Đang trên đường này mà có kangaroo. Đó, mình chạy đang trên đường ở bên cái vùng này có cả nhà. Yeah. Mình quay cho các bạn coi nha. Đó, kangaroo kia có con vẹt nữa kìa. Con vẹt, con chim đẹp bên chưa? Bên kia có con nữa kìa. Wow. Trời ơi, đứng trước mặt nó. Cho nó ăn được. Hả? Trời ơi, mấy đứa nhỏ ngủ hết trơn này, con vẹt nó đi vãi cả. Bên kia con nữa. Yeah, so cute. Yeah, bên này đằng trước xe mình có con nữa nè các bạn. Trời ơi. Ở đây là rừng hay cái gì ha? Mà nó dạn á. Ừ, dạn á, nó đâu có sợ mình đâu. Nó không sợ. Yeah. Bye nha. Bên này con này. Bên này con. Lô kangaroo. Kangaroo này mọi người. Đây con làm xe mình chạy sát đứng dừng đây luôn á mà nó không sợ. À, nó nhảy đi à, nó thấy người tới nó nhảy đi à. Dễ gì nó cho gần chụp hình. Hai con luôn. Wow. Ba đứa lăn ra ngủ hết rồi. Ngay trước nhà người ta. Ừ, ngay trước nhà. Tóc vào đây, lên tóc vào đây.
nó có chạy không? Đấy, anh chỉ xuống nhiều luôn chạy đi. Dần với Nhi mà phần 1 và phần 2 cho cái chuyến đi chơi của nhà mình ở thủ đô Canberra của Úc. Và những cái hình ảnh vừa rồi đó là những cái tổng lãnh sự quán của các nước. Và đặc biệt là mọi người cũng thấy có tổng lãnh sự quán của Việt Nam mình cũng ở Canberra này luôn. Thì bây giờ cũng là 6 giờ chiều rồi. Thì bây giờ nhà mình xin kết thúc video đây. Và nhà mình sẽ phải lái xe 3 tiếng đồng hồ để quay trở về lại Sydney. Thì mọi người nếu thấy video hay thì mọi người nhớ like video cho TJ Family và đăng ký ủng hộ cho TJ Family. Có gì thì mọi người comment ở bên dưới cho nhà mình biết nha. Cảm ơn mọi người theo dõi rất là nhiều. Hẹn gặp mọi người video lần sau. Bye bye. Tụi nhỏ thì nó lăn ra ngủ hết rồi. Không. Bây giờ nhà mình phải lái xe để về Sydney đây. Hẹn gặp lại các bạn video gần nhất. Bye.